Cái người trí là con mắt đen, nhìn cái biết hết, chánh tà phải quấy ma Phật không làm lẫn. Cái người mê là con mắt trắng lạ, thấy Phật cho là ma, thấy ma cho là Phật, thấy tà cho là chánh, thấy chánh cho là tà. Có gì khi họ ủng hộ kẻ gian, ủng hộ kẻ ác để hại người chân chánh nữa. Con mắt trắng lòa là nó mê tối, nó sai lầm như vậy. Còn bây giờ con mắt đen nhìn đâu chính xác, không có sai lầm, không có mê tối. Ý đó cái người trí thông minh, cái người có trình độ cao, nghe đạo, nhận được, biết, tu liền. Cái người trí vừa vừa, nghe đạo còn suy nghĩ phân vân. Còn người thiệt ngu, thiệt dại, không biết gì hết, nghe đạo phản đối liền, chống cự liền. Đó là mắt trắng lòa đó. Rồi cái Phật thì cho là ma. Vâng, Tiến Dũng xin tái kính chào tất cả vị. Kính chúc cho vị có ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thần an lạc. Ngày hôm nay một lần nữa Tiến Dũng trở lại để thọ giáo thêm ông Năm về những câu trong sấm giảng của Đức Thầy, và nhờ ông Năm giải đáp để cho Tiến Dũng và cùng với các anh chị nghe để mà hiểu thêm về Phật Pháp. Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe ông Năm nói Pháp cho vị nghe nhé. Xin kính mời tất cả vị. Dạ kính thưa ông Năm, cho con xin được phép thỉnh giáo ông Năm thêm. Từ khi nhận được Phật tánh, trong khi thực hành làm sao mình biết được có tiến bộ hay không? Dạ. Từ lúc nhận Phật tánh, trong khi thực hành làm sao biết mình có tiến bộ hay không? Dạ, nhờ ông Năm giải thích. Kính thưa quý vị, có đồng đạo hỏi, từ khi mình nhận được Phật tánh rồi mình thực hành có tiến bộ hay không, mình có thể biết được hay không? Dạ. Nó như vậy. Thường thường á thì mình lưu ý, hồi chưa được nhận Phật tánh á thì thấy cái gì nó mến ưa cái nấy, ai nói động chút muốn nổi nóng đó. Rồi bây giờ nhận được Phật tánh rồi, một khi người thấy được bổn la các vọng niệm trần ai mới hết, thì thấy cảnh nó không có mến ưa nữa, ai nói động tới mình cũng vui vẻ, không có nóng nảy gì trơn. Đó là chúng rồi đó, nhận được Phật tánh rồi đó. Còn mình nói cái miệng là tôi nhận Phật tánh, mà cảnh đấy mình cũng nổi sông như thường, cũng ô nhiễm, cũng vướng mắt, cũng tham sân si, thì đó là mình nhận bằng cái miệng chứ chưa phải nhận Phật tánh. Mình phải nhận thiệt ông Phật của mình. Khi thấy ông Phật rồi, tất cả vạn vật đều là vô thường, không chấp cái nào hết, luôn luôn sống với ông Phật là xong. Bởi vì trong kinh nói cái người ngộ được Phật tánh rồi, tam thiên lại thiên thế giới tan nát hết, không còn. Cái chỗ đó nó hay tuyệt vời luôn. Bởi vì ngộ được Phật tánh rồi thì tam thiên đại giới này từ cái Phật tánh mà ra, thì chỉ có Phật tánh thôi, đâu có tam thiên đại thiên thế giới nữa. Đâu có ai chọc giận mình nữa mà giận, đâu có ai nói nặng nói nhẹ gì mình nữa đâu. Cả vũ trụ này càn khôn này cũng đều là mình hết rồi, giận ai vậy. Chừng đó đó mới thiệt là thanh tịnh, mới thiệt là sáng suốt, mới thiệt là trí huệ, gọi là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh thành Phật chứ đâu phải đơn giản đâu. Kiến tánh khỏi luân hồi sinh tử, kiến tánh độ được ông bà cha mẹ, kiến tánh độ được chẳng những chúng sanh thôi, độ được cõi trời, cõi tiên, cõi thánh đó. Đây là tôi nói một sự thật đó. Tôi bây giờ tôi làm cái việc đó kết quả rồi đó. Nên em ráng tin và ráng làm đi. Nếu không thành công tôi xuống địa ngục, tôi ngồi thế cho. Đừng sợ gì hết, chắc chắn như vậy đó. Dạ, xin cảm ơn ông Năm. Dạ, ông Năm cho con xin thỉnh giáo thêm một câu hỏi. Nếu mình quyết tâm tu cầu giải thoát, chuyện nhu cầu ái dục nam nữ nó khởi thì phải làm sao? Cũng như là người Phật tử đang sống với vợ, cũng như là người cô đơn, nếu mà nó khởi lên ái dục thì mình có cách nào để mà mình trừ được cái ái dục, hay hoặc là mình giảm thì sao đó ông Năm, hướng dẫn cho giảm bớt để cho mình tu dễ. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Kính thưa quý vị, vừa qua đồng đạo hỏi câu này là quan trọng đó. Dạ. Bây giờ toàn thể tín đồ Phật giáo hảo là tại gia cư sĩ nhiều hơn, cái người độc thân thì rất ít phải không? Rồi giờ có gia đình thì luôn luôn phải nặng ái dục, mà bây giờ muốn giảm hay muốn hết nó phải làm sao? Từ cư sĩ tới tại gia phải không? Dạ. Tới xuất gia. Dạ. Thì xin thưa quý vị, chỗ này là tôi muốn nói một sự thật phải không? Ngay nơi phiền não có Bồ Đề, ngay nơi chúng sanh có Phật, ngay nơi
rắn độc thì có thuốc trị rắn, ngay nơi người hung dữ thì có kẻ trị được người hung dữ. Đó, cái chỗ này là đặc biệt tuyệt vời luôn. À, bây giờ vừa khởi ái dục mình biết không? Biết, biết. Dạ biết. À, tôi biết tôi đang khởi ái dục thì cái biết đó là Phật. Sống ngay cái biết đó, ái dục là chiêm bao, là vọng tưởng, anh đi đi tôi không tiếp chút anh nữa thì hết liền với ợt. Còn này mình không nhận, tôi giờ tôi muốn cái đó, tôi đòi hỏi cái đó, cái tôi chạy theo cái đó là chết. Cái người muốn đòi hỏi cái người đó là vọng tưởng, không phải là tôi. Anh đi đi, tôi đuổi anh đi chỗ khác là em ru với ợt. Ờ, nhận chỗ này là rất hay, ai tu cũng được hết á. Yeah, yeah. Ngay chỗ phiền não là bồ đề đó. Ngay cái chỗ ái dục đó, mà mình biết ái dục, cái đó là bồ đề đó. Ngay nơi chúng sanh là Phật đó. Ngay nơi cái thân này, vọng niệm chúng sanh, mình giác ngộ được thân này giả tạo, tâm niệm chúng sanh là vọng tưởng, tôi là cái biết, tôi không phải thân này, tôi không phải vọng tưởng, thì hết liền đó, hoàn toàn tuyệt vời luôn. Tu ngay chỗ này 100%, người nào cũng đắc hết, trăm người tu, trăm người đắc, vạn người tu, vạn người đắc, chắc ăn như vậy. Dạ, dạ, cảm ơn ông Năm. Dạ, thưa ông Năm, cho con trở lại hai câu sấm giảng của Đức Thầy là mắt đen thấy mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra dở tuồng. Vậy mắt đen mắt trắng là nghĩa như thế nào, và Phật ma ma Phật mới ra dở tuồng là tuồng gì? Dạ kính thưa ông Năm, nhờ ông Năm giải thích giùm cho đoàn hội tấn của chúng con. Dạ, hai câu mắt đen thấy mắt trắng là Phật ma ma Phật mới ra dở tuồng, hai câu này ở bên thi văn giáo lý chứ không phải trong sách giảng. Mắt đen thấy mắt trắng lòa, thường thường á, con mắt đen là con mắt sáng, còn mắt trắng là mắt mù. Vì á, con mắt trắng là mắt mù cho nên không nhận được chân lý, thấy Phật cho là ma, thấy ma cho là Phật, cho nên thế giới này nó mới rối loạn, nó mới chiến tranh, mới giặc giả chết chóc thảm sầu. Cho nên á, mình tu phải nhận được cái chỗ này. Cái người trí là con mắt đen, nhìn cái biết hết, chánh tà phải quấy ma Phật không lầm lẫn. Cái người mê là con mắt trắng là thấy Phật cho là ma, thấy ma cho là Phật, thấy tà cho là chánh, thấy chánh cho là tà. Có gì khi đó ủng hộ kẻ gian, ủng hộ kẻ ác để hại người siêu chánh nữa. Con mắt trắng là nó mê tối, nó sai lầm như vậy. Còn bây giờ con mắt đen nhìn đâu chính xác, không có sai lầm, không có mê tối. Ý đó cái người trí thông minh, cái người có trình độ cao, nghe đạo, nhận được, biết, tu liền. Cái người trí vừa vừa, nghe đạo còn suy nghĩ phân vân. Còn người thiệt ngu, thiệt dài, không biết gì hết, nghe đạo phản đối liền, chống cự liền. Đó là mắt trắng lòa đó. Rồi cái Phật thì cho là ma, ma đời Phật. Rồi đi ủng hộ kẻ tà dài, ủng hộ đời kẻ gian á, mà phá hại người hiền lương, phá hại người tu hành đó. Nó tai hại tới như vậy. Cho nên bây giờ cái câu sau nó đọc thêm, trời già tai khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui. Đó cũng như thầy được lệnh Ngọc Đế sai xuống cõi trần này là dạy chúng sanh, mà tại sao có những hạng phá thầy, chống thầy, làm trở ngại cái chuyện Phật pháp, thấy không? Thầy muốn trách tới Thượng Đế đó. Ông ra lệnh cho tôi xuống đây cho ông không dẹp mấy thằng đó để nó quậy tu bạc. Ý là như vậy. Cho nên bây giờ giá nào tôi cũng phải nhẫn lại, tôi phải làm cho được việc, cũng như thầy than cái Thượng Đế vậy đó. Cái đại khái cái ý là này là nó như vậy. Dạ xin cảm ơn ông. Dạ thưa ông Năm, có một chú đồng đạo thưa ông Năm là cái bài cúng của Đức Thầy á, Đức Thầy dạy niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần là có ý nghĩa gì vậy ông Năm? Kính thưa quý vị, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó là cái nghĩa của nó. Nam Mô là cung kính, là quy mạng, nó cứu ngã. Mình niệm chữ Nam Mô đó mình hướng về Đức Phật, hướng về nghĩa là Tam Bảo để nhờ các ngài cứu độ mình, đưa mình về thế giới Phật. Đó là cái nghĩa chữ Nam Mô. Ta Bà Giáo Chủ, Ta Bà là kham nhẫn, cái cõi Ta Bà này, tam thiên đại thiên thế giới đều là khổ đau hết, phải luân hồi sanh tử hết. Giáo chủ là một vị thầy để dạy khắp chúng sanh trên cái thế giới tam giới này. Đó, như Đức Thích Ca chẳng hạn, như thầy mình Đức Quỳnh Giáo Chủ sau này là
Đức nghĩa là Di Lạc, cũng là giáo chủ cõi Ta Bà. Bổn sư, chữ bổn sư là thầy ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. À, Ta Bà giáo chữ, bổn sư Thích Ca. À, chữ Thích Ca là lặng lẽ thanh tịnh, rõ ràng biết. Bây giờ mình đang lặng lẽ thanh tịnh rõ ràng biết, quý vị đang lặng lẽ thanh tịnh rõ ràng biết, đang nghe tôi nói, cái đó là đồng với Thích Ca đó. À, bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni là tịch mặc, năng nhân đó. Thích Ca là năng nhân, có nghĩa là hơn tất cả chúng sanh, cái gì cũng tài năng hơn người, không có thua ai hết. Rồi Mâu Ni là lặng lẽ tịch mặc, không có khởi vọng niệm, hơn thua ghét yêu. Phật là giác ngộ, là hiểu biết, tức là cái tánh rỗng lặng giác ngộ hiểu biết này, nó là Thích Ca, nó là Mâu Ni, nó là Phật luôn, chứ không có cái nào khác hết. Mặc dù kinh thì nói nhiều, nhưng mà kết luận cũng cái tánh giác này là Phật. Đại khái là như vậy. Dạ, là thêm cái ý là sao Đức Thầy lại dạy tín đồ đọc ba lần như vậy không năm? Để tôi nói thêm cái chỗ ba lần nữa. Dạ. Thường thường á, trên đời này á, nó có con số 3. Số 3 là số đặc biệt. Thượng quân, trung quân, hạ quân là cũng ba phải không? Dạ. Tam thế Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng ba. Dạ. Một quân đội, đại đội, trung đội, tiểu đội. Dạ. Phải không? Đó. Rồi bây giờ nói khác hơn nữa, thời kỳ thượng quân, trung quân, hạ quân, rồi tới chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp cũng là con số 3. Yeah. Tục lệ Ấn Độ, cái người nào muốn cầu đạo, muốn cầu Phật, hỏi cái gì, xin cái gì thì cũng phải đi nhiễu quanh Phật 3 vòng. Yeah. Thỉnh 3 lần thì Phật mới nói pháp. Cho nên Đức Thầy mình nguyện Phật thì phải đọc 3 lần. Cái ý nó như vậy. Dạ, như là mình thỉnh pháp. Con số 3 đặc biệt, tuyệt đối. Dạ. Dạ thưa ông Năm, cho con xin được phép thỉnh giáo ông Năm. Theo như trong sấm giảng thì Đức Thầy đấy, tôi không quên, tôi là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và giáo lý của Ngài truyền giáo là đạo vô vi, chánh pháp của Đạo Phật. Nhưng tại sao Đức Thầy không khuyên tín đồ tu xuất gia mà lại dạy tín đồ tu tại gia? Và kính thưa ông Năm, nhờ ông Năm giải thích về cái phần này để cho bà con được hiểu rõ. Câu hỏi này hay ạ. Thường thường ta hay kẹt cái chỗ đó, đó. Tại sao thầy xưng thầy là đệ tử Phật Thích Ca, dạy cái đạo Thích Ca nữa? Mà Thích Ca thì dạy xuất gia, thầy không dạy xuất gia, thầy dạy tại gia. Rồi bây giờ tôi thêm cái nữa, Thích Ca dạy tam thừa, thầy cũng không dạy tam thừa, thầy dạy học Phật tư nhân là có hai thừa thôi. Đó. Thì đó chẳng qua là đạo Phật là chân lý vĩnh hằng bất diệt, là cái tâm là Phật, đó là chân lý vĩnh hằng. Còn cái tam thừa hay là học Phật tư nhân, xuất gia tại gia đều là chân lý quy ước, tức là tạm thời theo thời gian không gian, theo hoàn cảnh xã hội đất nước và theo trình độ căn cơ của chúng sanh. Đó. Thành ra hoàn cảnh đất nước hồi xưa không có giặc giả, Ấn Độ hồi xưa không có những cái việc như bây giờ chiến tranh giặc giả bom đạn. Thành ra người ta có thể sống lâu, người ta có thể yên ổn, nên Phật mới dạy cái đạo xuất gia để độ những người căn cơ cao để đi đến cái chỗ thành Phật. Còn cái hạng tại gia là phụ, chứ không phải bỏ. Ông tu Phật không nổi thì ông tu ngũ giới để làm người, thập giới lên cõi trời. Nhưng mà cái đó dạy sao, chứ nó không phải là phần chánh. Rồi bây giờ Đức Thầy nâng lên, học Phật tu nhân, lấy tứ ân làm căn bản là phần chánh. Vì trình độ bây giờ nó khác, xã hội bây giờ nó khác. Nếu không tu tứ ân thì nước mình bị tạo đô hộ, nó giết hết, không còn một mạng nữa. Cho nên phải có tứ ân, phải có ân đứng nước, đứng có người đứng ra bảo vệ tổ quốc, có người đứng ra gì hiếu đạo, hy sinh cho đất nước được nhờ, hy sinh cho dân tộc được nhờ, thì mới bảo vệ được người tu hành, mới bảo vệ được người giải thoát. Cho nên thì vậy mà cái hoàn cảnh xã hội bây giờ, cái trình độ con người bây giờ phù hợp với cái vấn đề tứ ân. Cho nên thầy mới dạy cái đạo xuất gia tứ ân để cho mình tu lần lần lên, tiến đến cái chỗ giải thoát. Nhưng mà quan trọng, trọng yếu của giải thoát không phải là hình tướng. Dù xuất gia hình tướng tâm phàm còn thì cũng vẫn là phàm. Dù tại gia mà tâm thách không nhiễm trần thì cũng vẫn là Phật. Cho nên bây giờ thầy vượt ra cái đặc biệt cái chỗ đó. Về cái tâm lý thì có hai hạng, xuất gia tại gia. Về Phật tánh thì Đức Thầy tuyệt đối chỉ ngay tánh Phật để cho mình thành Phật, cũng y như đệ tử Thích Ca chứ nó không khác. Đại khái là tôi đóng góp thêm bây nhiêu.
Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn ông Năm. Dạ. Dạ, kính thưa ông Năm, cho con xin thỉnh pháp câu cuối cùng để cho ông Năm vô nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ, có một Phật tử hỏi là niệm Phật bằng cách nào để diệt sáu căn nhanh nhất? Dạ, thưa ông Năm. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, có một người Phật tử hỏi câu hỏi là niệm Phật cách nào để được thành công mau nhất, kiểu như tiến hóa nhanh đó. Dạ. Thì ở đây tôi xin đóng góp cùng quý vị để trao đổi trong cái phiên nói chuyện hôm nay. Tôi xin nhắc lại cái thời gian trước đây, chừng 5 năm tôi có qua giảng đạo ở bên gần ở bên cái chùa, ở bên chùa Thái Bình Tự, gần với chùa ông Đạo Nằm đó, Cù Lao Giang. Thì bữa đó cái phiên niệm Phật đó cỡ trên 150 người, ai cũng là dự cái khóa niệm Phật đó, kêu bằng cái hạng niệm Phật mấy chục năm không à. Nên cuối cùng tôi hỏi giờ nội đây bà con niệm Phật mấy chục năm hết rồi phải không, bây giờ tôi hỏi chứ có ai thấy Phật không? Cái ngồi đó không thấy, được mấy chục năm nay mà không ai thấy Phật hết. Rồi tôi hỏi chứ cái hoa sen của bà con ở bên bển nở hay là héo đâu, nói tôi nghe coi. Cuối cùng ai cũng lắc đầu, thưa ông Năm con không biết héo hay nở nữa. Tôi nói như vậy thì mấy chục đai niệm Phật không kết quả. Niệm Phật mà không biết cái hoa sen mình nó vẫn héo hay nở, niệm Phật mà cũng không có thấy được Phật thì hai cái này ăn trớt hết rồi. Đây tôi chứng minh cho bà con thấy, phải không? Ngài Thanh Chỉ nói niệm Phật được thấy ngay Đức Phật là niệm không còn chút tình đời. Cái câu này là đáp lại cái niệm Phật mau nhất đó nghe. Dạ. Thành Phật liền đó nghe. Dạ. Bây giờ ngồi đây tất cả bà con mình buông hết tình đời đi, việc nhà việc cửa việc ngày hôm qua không nghĩ tới, ngày mai cũng không, hiện tại cái đầu cũng không lăn xăng lộn xộn, để cái tâm thanh tịnh chóng lặng sáng suốt thường biết. Bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai vô đó niệm đó, ông Phật của mình khởi cho mình niệm đó. Không có ông Phật sao mình niệm được? Cái miệng mình nó đâu biết niệm, cái thân cũng đâu biết niệm, cái đầu cũng đâu biết niệm, mà cái tánh Phật nó ứng ra cho cái miệng niệm đó, cái tánh Phật ứng ra lời cho cái miệng đó đó, thì mình bắt kịp ngay đó, thấy ngay Đức Phật liền đó. Niệm Phật như vậy mau thành Phật nhất rồi đó. Rồi giờ sao nữa? Nghĩa là tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát lên gian đời trong trời đất. Đó, thường thường ai cũng niệm mà có ai gian đời không trong trời đất không? Bây giờ tôi nè, có khi cái bên đỡ tay tôi nghe niệm Phật gian rời trong trời đất luôn, cái tâm thanh tịnh rồi mình niệm một cái nó gian rời luôn. Tôi chứng minh thực tế đàng hoàng, cái biết của mình nó đã trùm khắp chỗ nào nó cũng biết hết. Bây giờ buông hết còn cái biết không, Nam Mô Di Đà Phật gian rời trong trời đất liền. Còn ông cái tâm vọng niệm hoài, niệm nhỏ xíu không ai nghe chứ. Chỗ này tuyệt vời luôn đó. Dạ. Rồi rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt, chỉ trong cái quát nhiên thấy rõ tam thế Phật. Cái biết đâu có mê thì đã đốt sạch rừng mê rồi. Cái biết là Phật thì thấy rõ tam thế Phật rồi, thắt một cái là mình về tịnh độ liền. Đó, niệm Phật mau nhất là như vậy. Để kết luận cho đồng đạo cái đề tài này. Đến đây kết thúc. Xin cảm ơn ông Năm đã dính chút thời gian để mà xin cảm ơn ông Năm đã dính chút thời gian để mà giảng pháp cho quý bà con xa gần nghe để hiểu thêm, để mà tu tập trên con đường giải thoát. Cảm ơn ông Năm và kính chúc cho ông Năm luôn luôn dồi dào sức khỏe. Chào ông Năm nha. Nói về bác trai giờ giàu luôn đó. Cất nhà đúc, hai ba đứa con thi đậu trên. Con nói con nghỉ nghề á, chồng con chở. Chỉ là con chị làm cái bán cá ở chợ, bán cá đó là biển của biển lên, bỏ cho chị làm, ta đã chết rồi. Giờ chị làm, chị bỏ lại cho nhà hàng, đồ cho mấy cái quán đồ, là chỉ như vậy thôi. Mà mình cũng sợ cái nghiệp quả của mình. Tại giờ con ăn chay trường rồi, giờ con nghe những đạo lý như vậy, con cũng muốn thoát ra cái cảnh luân hồi đặng tu cho đến ngày thành Phật đạo Bất Thứ Tâm. Con muốn như vậy. Đúng rồi, như vậy mà đó. Mà tại vì cái cảnh là cái nghiệp của con là tạo ra gia đình chồng em. Con cho nên vậy là chồng con cũng la nói là mà không làm cái gì ăn, cứ mà như vậy hoài thì cứ bắt buộc vậy hoài, con cũng còn khó khăn cái gút mắt đó. Cho bây giờ cô nói thật sự với ông chồng. Bây giờ tôi làm
nhưng không làm tội lỗi. Tôi là người ăn chay trượt, tôi là người tu hành, mà làm cái chuyện này sát sanh về thì ra địa ngục, sao tôi thành Phật được? Bây giờ ông có thể làm được thì ông làm không được thì tôi dẹp, tôi đổi nghề khác. Chừng nào chết đói, tôi chịu đói trước, ông đừng sợ. Con Phật không lẽ Phật bỏ chết đói sao? Hai chị em cũng đi kiếm chuyện lành làm đó mà chưa kiếm được, mà cứ vậy rồi cái ông cứ đưa vô giác, cái con nguyện giác ơn trên nhờ Phật nhờ thầy độ cho con, đặng con đổi nghề. Như cái cô này hồi đó nghèo muốn chết, nghe lời tôi làm trai bán trai vừa giàu luôn đó, cất nhà đúc hai ba đứa con thi đậu hết trơn đó. Rồi cái cô Hồng ở Cát Lái đó, hồi trước nhờ cấm bắt rắn mà cấm cua đó, đặng bắt cua biển đi bán mua gạo, mượn đi bắt rắn bắt lương làm vậy đó. Thực ra tôi nói cái chịu phát tâm trai giới vợ chồng tu hiền mới than với nơi ông Năm ơi, ông Năm bây giờ tu rồi theo thầy rồi mà ngặt cái vụ sát sanh này đi cấm đi bắt cua hoài, mà đổi nghề nghèo muốn chết, có nghề đâu đổi. Tôi nói đừng lo, tôi giúp cho không được chứ thầy giúp được. Rồi tôi nguyện giác nhờ thầy nhờ Phật độ cho cái gia đình này quyết chí tu hành đổi nghề sao khá lên được. Tôi nói bây giờ nghe lời tôi, sớm nguyện chiều nguyện, cúng lại hai thời xong rồi mình nguyện với Phật, nhờ Phật độ cho con có nghề con đổi làm ăn được, để con tu hành giúp đời, chứ con không còn muốn làm nghề sát sanh tội lỗi nữa. Rồi hai vợ chồng nghe lời tôi, tôi về trong này có 3 năm trở ra, cất cái nhà 600 triệu đó, trong nhà máy lạnh mới gì đủ thứ hết, mới giặt mới đồ luôn, không thiếu cái gì trơn đó. Từ nghèo khổ mà chịu làm lành, chịu nguyện Phật độ, thì cô bây giờ giống như vậy, đừng sợ. Muốn tu đừng có sợ nghèo. Con sao bệnh quá không Năm? Bệnh tôi trị cho luôn. Đủ thứ mà như lúc muốn thì muốn, còn lúc hết biết hết. Sao không? Dạ. Còn sát sanh đó, bệnh đủ thứ đó, mình gây cho người ta đau khổ, mình giết bạn ta thì bây giờ mình phải đau chứ sao? Nhân quả mà chạy đâu khỏi được. Rồi bữa nay quyết định bỏ luôn, tôi trị cho hết bệnh luôn. Từ đây sắp tới tu hành tiến bộ. Ông Năm độ cho con sáng suốt, đặng con tu trong chờ cho mà giảng sanh về miền cực lạc Tây Phương luôn, quyết tâm luôn, con quyết tâm là như vậy. Còn phần riêng ổng thì mình nói với ổng vậy đó. Bây giờ nếu vợ chồng thương nhau thiệt thì tôi không cản cái ông việc làm tội lỗi, mà ông đừng cản việc tôi tu hành.